Hello anh em, chào mừng các bạn đã đến với Hot Hoàng Thang rồi các bạn. Cuộc sống bắt đầu lại mệt mỏi, đủ mấy chán nản mán rồi các bạn ơi. Bữa đậu mẹn mình để thử sức thông minh đậu mà rút cuộc mình chi một quần bấm rút ở trên người mình. Mẹ nó rút cuộc nó không nên chọn đến đậu mẹ nó buồn, do sợ luôn. Mẹ mình khôn lúc ai ngờ mình tà lanh không. Cuộc sống nó mệt mỏi nó chán quá các bạn ơi. Mưa gió nữa, mẹ. Để nói ngày buồn nhất là ngày chào đổ con mưa. Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa. Mà đổ mưa buồn, chịu không được. Bây giờ đổ mẹ mình phải thương nghĩ ra một cái màn trôi rất là thông minh luôn các bạn. Rất là thông minh luôn các bạn. Mẹ bữa nay mình tàn mà biết đổ mấy trôi lại anh em mà. Các bạn biết đổ mày đâu phải dạng dừa đâu đúng không? Mình nó ngu gì kêu tự nhiên kêu mình mang tan thế. Thôi mình này kìa. Quá khô mày như vậy đi. Bỏ tao mẹ mang tan đi. Nhờ bạn ơi, bữa nay quá khô sẽ làm một cõi lớp nào học mày thử lắm anh em đi em tục quá. Đúng mà bữa nay quá cầm điện thoại quá tự quất rồi, quá tự làm rồi, quá tự chơi luôn cơ. Các bạn thấy vậy, đừng có kêu mình mang tan đó nha các bạn. Là hôm nay là mình đã chuẩn bị một con heo đất rồi bạn thấy không? Đồ mẹ mình bỏ tiền của con vợ mình đồ mày mình lấy tiền vợ mình bỏ vô đây sáng đỡ đầu tuần nó tính nhiều mình lấy một ít đồ mẹ trồng ít nhà xem rồi dùng bỏ vô con heo đây chút nữa đồ mẹ mình ra đó mình tình cờ đi que cái đường này ta anh em nó ra nó uốn lộn đỡ cho trong bạn nói mấy đó là mấy ham tiền không phải mình thì các bạn mấy ham tiền nó mới dành nhau gì tình nghĩa anh em nó bỏ quên hết đó nó dành được đồng tiền nên mình sẽ thử lắm anh em mình đỡ là hốt màn tan không còn ham tiền nữa nha các bạn. Hốt màn tan không còn ham tiền nữa nha các bạn. Hốt màn tan giờ trở thành một người rộng lượng nha các bạn. Thâu nói dài dòng màn tan nói em mà quên mình không đâu thâu nói gì dài dòng người ta ta. Thôi các bạn cứ theo chân mình nha các bạn. Mình phải dí làm sao mà đỡ nó re tới đây mà đã gặp cái con heo đó. Đỡ là các bạn trên mạng nói là mấy anh đó là mấy anh ham tiền không phải mình. Mình không bao giờ ham tiền ở đó các bạn. Mình chỉ... Mà thâu chào các bạn nha. Các bạn hãy xem clip này. Nói sao tao. Thôi để các bạn cứ theo chân mình nha. Thôi giờ mình vô mình ra đó còn kêu tên mình đã quên đủ mấy con heo. Có quần heo anh em ơi mình giấu nó quay rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ giấu con heo đây đủ mày coi cho trời nó đủ mé thành cho mình từng quần nào quen nó lấy mày con heo cái chết luôn. Nước trong này này do đỡ chích mưa nước này. Ủa thôi. Đi ai đâu đi quanh cái con heo ở đây. Đập đi thử. Đủ mẹ đi đây.
đây, đủ mày đưa đây. Đủ mày cái tiền của anh đây đưa. Anh em thằng nào lấy thì lấy đi. Đưa đi. Đâu cái điều đó. Má nó tiền đâu. Anh em mà thấy bữa nay mà người ta nó khô à, nó lừa đó mày, cho nó vớ mà ông lần mấy thằng nội hàn tiền như vậy á. Ô mẹ chúc anh rè nói tiền của mình mà cho nó có một vị nó biết đủ mé tiền của mình rồi coi thử cái phản ứng nó như thế nào. Lỗ mày thiệt lời chứ thằng nào tiền mà không ham, đồ mày chú yếu ham ít ham nhiều thôi chứ thằng nào ham tiền, thằng nào cũng ham tiền hết đó bạn ơi. Cuộc sống này mà phải có tiền nên vậy là thằng nào cũng ham hết đó. Từ đây các bạn đừng ở chơi quốc mà người ta ham tiền nữa nha các bạn. Hầu quên nó quốc khôn rồi mà đụng miệng mình bữa nay mình lừa ba thành ít nữa các bạn. Mình đủ mấy cái app mình mà phải lừa đúng ba thành luôn mà. Các bạn hãy xem nha các bạn. Kìa nó kìa, hầu kia tiền nha các bạn. Đồ quá nó mừng nhiều trung số rồi. Trời ơi, mấy người này. Ông quay gì vậy? Ông quay cái gì vậy? Mấy người kia nó thấy đụng mình, nó biết anh nhà anh quá. Nó là người nó thấy đụng mày điên hay sao? Mày ngồi với mày vậy? Lầm tiền rồi, tiền nó mắc, nó thấy cái quay anh mà quay quay. Tôi quay cái đầu mày đâu vậy? Tiền tôi đủ mẹ tôi cho. Tiền của tôi. Đủ mày chứ đâu. Rao rao tao yếu tao tôi. Anh dễ tao anh cầm đâu. Mày đủ mày đâu cho tiền. Đủ mày anh đừng có khôn. Cái đầu khôn. Cái đủ mày mày tao phát hiện ra đầu tiên mày thấy không? Cân gì mà đồ khôn hơn đứng lộn. Mày đồ mày. Con này 2 triệu ấy. Đợi nó điếm xem mà. 4 triệu. 4 triệu bao nhiêu? 4 triệu bao nhiêu? Anh quốc không phải có ông. 3 triệu à. 3 triệu à. 3 triệu bao nhiêu? 4 triệu hay đâu tao 3 triệu đứng rồi. 3 triệu. Ờ, 3 triệu rưỡi ấy. Chia cho. Cho. Lên 3 triệu rưỡi mày 3 triệu đâu? Cho mày. Mày muốn 3 nhiêu đâu? 2 triệu. 1 3 triệu. Anh em quất lượm được nhiêu quất? Hả? Anh em quất lượm nhiêu? Tôi lượm 1 triệu rưỡi tôi đưa cho mấy anh em chưa ạ? Thành 2 triệu. Đưa 1 triệu rưỡi luôn hết đưa anh. Ờ, đưa cho anh em bữa nay cơ cầm không? Tôi không có lấy, tôi lấy hết. Lấy đúng không? Tôi lấy hết ạ. Cái đậu mẹ mày tiền của tao chứ tao cho tụi bay mà đậu điên sao vậy? Anh cầm điện thoại quay anh chạy tao anh kêu cho anh mà. Đâu mày gì vậy? Anh làm tiền là gì à? Ông mày ông đưa ông làm gì à? Nói chung là bố anh em thay chồng giờ anh làm á là chia đều. Chia đều cho mày tự nhiên anh đòi dặn mình là sao nam vậy? Anh đừng có trứng khôn việc. Có trứng khôn việc. Cái tính ảnh hào ba đồ trứng thịt là đồ hùng trứng. Mấy ông là trứng á đậu mẹ tôi là gì đó đậu mày. Gì nhầy đậu mày gì tiền cũng chết đâu. Đúng. Cái điên hay sao? Thôi đưa gom anh. Anh 2 triệu. Đưa tiền đây, đụng mày tiền ra rồi, cùng mấy giờ. Bạch chứng đâu? Đi, tao làm lên đây không? Mày anh tập màu đây đâu? Đây nó hàm dưới không? Thấy tiền hay hàm cho? Thấy, em thấy. Cái điều gọi giờ cái này 2 triệu đâu? Đó, mình mới cầm 2 triệu nha các bạn. Đồ mới thấy, dân mạng từ đây đừng có chửi mình là hàm tiền nữa nha các bạn. Các bạn coi này, có mày này hàm tiền này. Mày hàm tiền này. Mấy mạch đang tính tiền. Hàm tiền. Tao bé triệu bao nhiêu vậy? 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi tao bé. Quất được nhiêu 2 triệu. Ê, đặt đua quất 2.500 là đúng 2 triệu rưỡi này. Là điều á, rầu đẹp, tao vô đưa tiền cho anh dọn. Tao vô đưa tiền cho anh dọn. Đụ mày cho đưa gái, đụ mày điên hay sao vậy? Tiền của tôi. Thằng quần đụ mày đứng lại, tiền của tôi không đâu. Đụ mày em quất em không có giỡn cái về cái chuyện ở đâu. Giỡn đụ mày tôi giỡn á, tôi chặt mấy ông á. Đụ mày đó tôi chặt mấy mẹ lấy cái điện thoại quay. Giỡn tôi quay lại cho mấy ông coi. Mày cầm điện thoại mà quay lại mày kêu tiền của mày, ông chịu không? Đụ mẹ nói cái chuyện, ông đồ khôn dữ không? Bây giờ cái này em trời á. Đây nè, lên nó rồi nè. Đụ mẹ điên là sao? Đưa đây. Mẹ là sao nó điên chứ mày? Mày tiền là phải cắt cúc xe nó mới kỹ. Đủ mẹ. Hồi nãy tụi ông. Sao nãy anh thấy anh chịu lụm, đối tụi em lụm bây giờ chịu. Đủ mẹ mấy thằng quần. Trứng mà khôn đi. Cái đủ mày nó đâu đủ mày. Chứ sao? Thôi đưa tiền mày ông Mậu. Đưa. Quẹt trong biển có 20 ngàn. Tiền là mẹ chi ngó. Đủ mẹ. Đâu mấy tiền? Ngàn hơn tiền đâu? Mấy lời mẹ mấy mạch hàm tiền. Hàm tiền gì? Mấy hàm mạch ngàn không? Hầu lâu như thế nào hàm tiền với mày? Hàm tiền mày. Mấy anh hàm tiền. Mấy anh hàm tiền là lộ ra cái bán mạch đang chắc đầu mày, cái bán chắc xe hội. Anh làm vậy anh mới ăn tiền á. Tự nhiên anh cầm cái điện thoại. Anh nguồn cái đậu mày đưa tiền lên chứ mày đi đâu vậy? Thì quần đúng mày em đi ra sao vậy? Đưa lên. Lên. Mấy anh đi chứ mày.
Mày 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 người ơi, đụng em giữ lại tiền tao, đụng mày. Đụng mày. Đưa cho tôi coi clip này, đụng. Chia chia điều rồng mà điên chạy. Mày coi. Đây tôi chơi mấy ông mà mấy ông mệt dữ không? Mày ai tin không? À đưa coi clip, đưa coi clip, đứng lại coi. Chia điều rồng mày sao? Mày xí ra đâu? Đúng lại. Đụng mày tiền quan đây. Tiền tao chứ tiền ai? Đụng tiền của tao. Mày nói tiền quan đấy. Đụng mày tao. Em kiếm tiền em ăn chịu không? Bao nhiêu tiền? Tiền tao bao nhiêu tiền? Thì tôi cho lại coi. Tiền của tao đây bao nhiêu tiền? 10 triệu chứ nhiêu? 10 triệu khuya hồi nãy cầm nước 2 triệu, 2, 4, 6, 8 triệu, 10 triệu. 10 triệu, 10 triệu. Đừng né ra gì vậy? Tiền chợ tôi nó đưa tôi biết. Né ra cái tiền chợ tôi đưa hả? Mày tiền chợ gì nữa? Đụng mày anh trời mấy ông hả? Đụng anh làm gì có số bạc lớn đâu mà đụng mày tiền quan? Anh làm gì có số bạc lớn đâu mà đụng mày tiền quan? Đụng mày giải tiền tiền của em anh chịu không? Cho đây. Nói nhân vợ tao cho anh em trim tiêu. Cái đụng mày chết đâu? Đụng mày tiền của tôi mà đụng mày đưa vợ là sao? Đụng mày nó điên trước đi. Đụng mày bị tiền của tao đưa đây. Tiền gì của tao? Bây giờ clip này chưa từ bây giờ anh kép kia cho nhà tao. Đụng mày cũng nói anh lại đó. Điện thoại đi, cắt miệng mày đi. Đánh đâu mà quay chưa đi. Đụng mày đưa tiền lại. Thằng Quân ở đụng mày đứng lại. Coi nữa. Coi. Đụng mày tôi chơi tụi bay á. Nhưng này là nghĩ làm. Như hầu đụng mày. Ý là thế là gì làm em? Như không, cái vụ kia cho ông anh kép nhà tôi rộng nấu anh đó. Mày bóp, má anh em hơn. Thì đây đụng mày. Đụng má anh em hơn. Anh chưa điều anh cơ. Cái đụng mày bị tiền tao mà. Đụng biết này. Cái tiền tao đụng mày tao đang lấy tụi bay á. Đụng mày tao xấu tụi bay thằng nào không thằng nào. Đụng mày có ham tiền không à. Đụng mày. Đây ai đó đưa cho coi lại. Coi gì? Coi lại clip mà nãy đụng mày. Mày không thích được đây. Đụng mày dây chứ ai đó cho coi lại đụng mày. Lên, tôi muốn cái đầu của em mà đứng lại từ tao. Đúng quá, tôi đi xuống rồi. Giờ anh về không giải được đâu. Mẹ, tôi cho ông coi clip lại này. Tiền tôi em nói anh này, xong rồi đợi đừng có ham làm cái gì. Thì anh em nói chi bùm thì mình chia đều. Xong rồi đợi đừng có ham làm cái gì. Thì anh em nói chi bùm thì mình chia đều. Cái đầu mày tiền tao tao bán heo mà đầu mày chia đều. Mẹ nó đỡ tôi mở lại cho ông coi đủ mày. Đỡ tôi mở cái ấy tôi mới lấy điện thoại tôi coi. Không như được đừng có dễ bộ. Cái đủ mày bị tiêu táo đủ mày nó điên chứ mày. Mẹ nó cho thôi mà đủ mày giờ sao vậy mất. Đừng khóc nữa mà không được buồn. Em xứng đáng với những nụ cười. Tiền đâu đủ mày giờ tao giết tao chết đủ mày. Đụng mày vợ ông đụng mày cho anh em chém nữa sao đưa đi có em đưa nó ha nói nó trẻ tiền tôi chứ đụng mấy cái tiền hàng của vợ tôi 2 triệu đứa nó lượm 2 triệu cho anh em chém này mấy anh vợ tôi đang đám đụng mày tôi lấy tiền nó đụng mày xuống cái trời em biết cái tính anh nè anh ham tiền mà mẹ nó mệt chứ mày đưa cái đây tắt điện quốc mệt quá đưa coi đụng mày đưa cái nó ông thấy không đụng mẹ em tin tôi cho nói cho mấy ông đụng mẹ nào không hơn đụng mẹ đụng mẹ chứ tiền thiếu mẹ sao chào vậy anh chứ đụng mẹ mấy ông cũng ham tiền thôi nói giờ ông trả lại tôi tiền lộn mà đụng mẹ đúng chuyện mệt dữ vậy vậy á đụng mẹ tính làm tiền mà đẹp thứ làm người te nữa vậy á đụng mẹ mấy ông cũng ham tiền này đó giờ lộ ra bản mặt đụng mẹ anh kia anh rồi sao rồi em vô lấy em đưa là anh rồi đụng mẹ mấy anh kia vậy rồi sao vậy ông lên giúp tôi nhé ông lên anh chạy nhà nó lụm đụng mẹ rồi tối này nó đi nhậu cái thí mẹ luôn cái đụng mẹ giờ sao đi làm sao đây đụng mẹ khùng đụng mẹ nó trẻ tiền tôi cho tối này tôi ở nhà ông tôi trù luôn hả đụng mẹ không biết tôi khổ cực mà có đồng tiền lấy cho đâu ở đơn giản đỡ tôi gọi ông Phúc lại đụng mẹ gì ở đâu mà gọi vậy gọi gì vậy đụng mẹ đưa tiền lại mà ông nậu nữa. Mày giỡn vui chứ đụng mẹ tiền thiếu không? Mày bị gì tôi nói tiền có đụng mẹ nhưng giỡn vậy mày. Mày sao này anh cứ cho vậy á, đụng mẹ sao này có thu bạc lớn mà đụng với tôi cái gì ta? Đụng mẹ mày cũng vợ tao nó đi tắm đụng mẹ mà tao nó lấy tao đi xuống tao coi. Như đây. Vợ anh mới lãnh 2 triệu rưỡi. Còn thiết nữa chi? Phải không vậy? Bao nhiêu? Đụng mẹ đi đây. Thằng quần ở đụng mẹ mày dai đúng mày. Tôi mà tiền đâu mà có chỉnh ngoài đường mà con heo đất đụng mẹ mày lấy mà tối mai mà đưa tao 2 triệu vậy? Ừ, để lấy 2 triệu rồi, mai đưa 2 triệu. Đưa đi. Thôi đưa đây, đụng mày, chỉ dẫn dài mà tụng đó. Ba điện thoại giống ồ mẹ đi quay. Còn mẹ đó, điện thoại. Làm cái anh em mừng học. Vậy á, đụng mày, vậy, từ nay về sao nha. Đừng kêu tình, quất mà đang ham tiền nha. Mấy tình, dẫn em đi, anh gặp. Đụng mày chứ, mày. Dẫn cái tiền, dẫn em đi, anh chơi. Ừ. Ý là giờ, ở 4 quýnh bài được 20 ngàn trả được chưa? 20 ngàn gì, bê cái chuyện. Ý là có trả không, nói, có trả không, trả nói. Lên đến tiền quất đúng 15 triệu không? 1 2 3 4 5 6 7 8 tiền đâu 15 triệu 9
10 triệu. 10 triệu mà 15 triệu. Nếu phải quản quá trời. Mẹ mày siêu không vậy? Còn 5 triệu nữa đâu? Thì nó lấy. Mẹ nó tao đầu luôn kìa. Đúng ấy, nãy tôi bảo nghe 15 triệu mà tụi bay vậy. Nãy đã 10 triệu chứ. Đúng rồi, 2 triệu rưỡi đâu. Đó là trời của anh rồi nha. Thì chưa 2 triệu rưỡi mà 15. Đủ mẹ nãy tôi lấy nghe đó 15 triệu. Đừng coi lại video. Em đừng coi lại video. Đủ mẹ tôi coi lại đây, đây. Lúc quần đủ mé 15 triệu còn em đưa coi còn em chịu 15 triệu đưa coi đủ mé đưa đây thôi lớn lần này thôi nha mấy anh ham tiền đủ mé lớn lần này thôi nha mấy anh ham tiền